Tao nghe nói tối nay ông tiếp quan lớn nào ở Sài Gòn xuống á. Mà tao nghe nói ông này làm cái chức gì đó cao lắm. Chức cao hay chức thấp gì á thì cũng đâu liên quan tới tụi mình đâu. Ráng làm cho hết công việc. Có một chút việc mà làm không được á, ông mà thấy á là bị phạt chết đó. Mỗi lần có ông quan này về đây á thì chắc là có người bị gọi lên hầu rồi. Thì bởi làm tôi tới trong nhà này là nam nhân như tụi mình á, tôi vậy mà đỡ khổ. Mày dọn dẹp cái kiểu gì vậy? Làm từ sáng giờ chưa xong nữa. Điệu hồn đó. Coi chừng thằng này không còn tìm một húp cháo. Dạ. Dạ. Thôi làm đi mày. Dạ, con ông mới về. Tao kéo đi lại coi. Dạ. Coi gì được chưa? Gì? Sao gì buồn dữ vậy? Hay là dì mới bị ông la hả? À, không. Dì mới được bà tặng đồ đẹp với lại guốc mới hả? Cái này là đồ để dành cho con. Sao? Dì nói thiệt hả? Cái này là đồ của con. Mà sao con lại được tặng đồ mới như vậy? Chắc là con sắp có chuyện quan trọng để làm. À, là chuyện gì vậy dì? Con sắp gặp hoàng tử. Dì nói thiệt không? Vậy có khi nào con trở thành cô Tắm trong chuyện cổ tích mà con hay đọc không? Rồi từ từ con sẽ hiểu. Không á dì ơi, con chưa bao giờ nghĩ á là mình sẽ được mặc đồ đẹp như vậy hết á. Sao rồi? Bà lo xong mọi chuyện cho tôi chưa? Tôi đã làm theo lời mình dặn. Tốt. Nhưng mà con rải chắc nó chưa biết gì đâu. Lỡ có chuyện gì đắc tội với quan trên là hỏng việc hết đó. À, con Huệ nó nhiều lần hầu hạ quan lớn á, chắc là nó có kinh nghiệm. Bà nói với con Huệ á, dạy dỗ con rạ cách chiều lòng quan lớn thì mới được việc. Xin lỗi mình, tôi không thể làm được điều mình vừa nói. Bà nói làm sao? Có mỗi việc đơn giản như vậy mà không làm nổi hả? Nhưng mà con rạ nó chỉ mới 15 tuổi thôi. Tôi e... Bà đừng có nói nhiều. Tôi nuôi nó khôn lớn, bây giờ tôi phải dùng nó trong công việc của tôi chứ. Nhưng mà ruộng vườn nhà mình bạc ngàn, của cải đâu có thiếu. Đúng là suy nghĩ đàn bà mà đáy không qua ngọn cỏ. Nè, cái thứ tình cảm của bà có đẻ ra cơm ra gạo không? Mình nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi chỉ nghĩ đến chuyện để đứt lại cho con thôi. Đúng á, là bà thân thiết với con Huệ quá cho nên đâm ra mê muội mà. Nè, một mình bà tu nhân tích đức là đủ rồi, không cần tới tôi đâu. Thưa ông, mày làm gì đứng ở đó vậy? Ai cho phép mày không có việc gì mà dám lên nhà trên hả? Dạ thưa ông,
Con có chuyện quan trọng muốn thưa với ông à. Muốn gì nói lẹ đi, tao không có thời gian. Dạ thưa ông, chuyện là gần đây á, con thấy con rả nó làm việc lười biếng lắm ông. Hình như nó được dì Huệ bảo bọc cho nên nó mới ra như vậy đó ông. Nè, tao nói cho mày biết, kể từ bây giờ trong cái nhà này ai mà đụng tới con rả là coi chừng tao đó. Dạ thưa ông, nhưng mà con thực tình không hiểu ông. Cái ngữ hạ tiện như mày á mà cũng đòi hiểu chứ không hiểu hả? Mày muốn hiểu gì? Liệu hồn á thì đi đi, bằng không á tao tống cổ ra khỏi nhà đó. Dạ con xin lỗi, con biết lỗi con lại ông, con xin ông tha lỗi cho con. Ngày hôm nay không biết là cái ngày gì, gặp toàn lũ cứng đầu không. Dạ thưa ông, con đã gom đầy đủ giấy tờ kho thóc của nhà ông đây. Mày đi kiếm con Huệ, nói nó kiểm tra tính toán tiền lời cho thiệt kỹ. Tao chỉ cần biết con số cuối cùng thôi. Dạ con đi liền. Khoan đã. Dạ. Nói với nó chuyện của bà Sai lúc sáng là rất quan trọng. Con Huệ phải chuẩn bị thiệt kỹ. Nếu có gì đắc tội với quan lớn thì ông bà ông giải nó gánh không hết đâu. Dạ. Mọi người ơi, có nghe tin gì chưa? Tôi vừa mới đi chợ về á, nghe mấy anh ở nhà trên nói á là hôm nay ông chủ không có được vui. Mấy anh á bị la quá trời luôn, ghê lắm. Bà Mận không biết bả đi đâu, rồi giờ ai đông gạo nấu cơm, rồi còn nêm nếm đồ ăn nữa. Ờ, để tôi làm cho. Nè Rạ, làm được không đó? Đông gạo là phải biết canh bụng, nấu dư là ông phạt đó. Thôi, để bà Mận về, bà nấu cho chắc. Tôi đã thấy bà Mận làm nhiều lần nên cũng học được một chút. Chứ chờ bà Mận về, lỡ bà Mận về trễ, trễ thì ông lại la. Yên tâm đi. Bà Mận về Rạ ơi. Mày đang làm gì vậy? Dạ con định đông gạo. Đông gạo? Ờ, bà ơi, đợi bà về lâu quá nên con Rạ nó mới. Mày nín đi. Dạ thưa bà Mận, thiệt tình con không dám. Cái gì mà mày không dám? Tao biết mà. Bây giờ ở trong cái nhà này mày lớn lối lắm rồi. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nha, cái nhà bếp này á là tao coi sóc nè. Dạ tại con không thấy bà Mận về, con sợ trễ ông lại la. Bây giờ mày đem cả ông vô tới đây nữa hả? Tao nói cho mày hay, mày tưởng mày đem cái quý giá nhất để đánh đổi là mày hay lắm sao? Có ngày hối hận không kịp đó con. Bà nói gì con không hiểu. Mày đừng có giả bộ trước mặt tao, tao biết hết trơn rồi. Còn bây giờ mày ra khỏi đây ngay, ra khỏi nhà bếp ta ngay. Dạ. Dì Huệ. Dì có sao không? Nếu như mệt quá thì dì đi nghỉ ngơi đi, khỏe rồi hãy làm lại. Dì không sao đâu. Con biết dì đã khổ tâm mỗi khi ông mời các quan về bàn chuyện làm ăn. Hay là để con kêu em Rạ lên phụ dì, cho dì nghỉ ngơi một chút nghe dì. Cậu Bảo, lần này không phải là dì. Lần này không phải là dì. Phải chăng ở trong cái nhà này đẹp cũng là một cái tội?
Sao không ở dưới bếp mà vô phòng giờ này vậy? Dạ con bị đuổi khỏi bếp. Tại sao bị đuổi? Ai dám đuổi con? Dạ bà Mận. Chắc là con lại đến đảng để cho bà Mận tức giận phải không? Dạ không phải đâu gì. Con chỉ muốn giúp bà Mận nông gạo. Con làm như vậy là không phải rồi. Việc nông gạo từ trước tới giờ vẫn do bà Mận đảm trách. Ở đâu cũng vậy, cũng phải có lớp có lan. Nhà bếp cũng vậy nữa. Dạ con biết con tài lanh rồi. Nhưng mà hôm nay bà Mận chửi con nghe lạ lắm. Cái gì mà hả, đem cái quý giá nhất ra đánh đổi? Bộ tưởng hay lắm hả? Con nghĩ hoài không hiểu, con có cái gì quý giá đâu mà bà Mận mới nói vậy, đúng không gì? Ai nói con không có gì quý giá? Con có biết con là điều quý giá nhất mà dì có được cho đến ngày hôm nay không? Con thương dì ở đây cũng giống như má con ở nhà vậy đó. Dì, dì thấy con mặc bộ đồ này có đẹp không? Ừ, đẹp. Ủa, sao dì khen con đẹp mà dì không có vui vậy? Dì vui, dì vui lắm. Dì, dì có nghĩ là con sẽ gặp được hoàng tử không? Con ước hả, con có thể lo được cho má cũng như lo được cho dì. Con có thể dẫn dì ra khỏi căn nhà này. Bây giờ làm gì mà có hoàng tử công chúa hả con? Ủa, nếu vậy sao con được mặc đồ đẹp? Bởi vì con... Dạ thưa bà. Dạ thưa. Bà có chuyện gì sai bảo? Ta có thể vào trong được không? Đây là nhà của bà, con đâu dám vô lễ. Dạ con mời bà. Con mặc bộ đồ này đẹp lắm, nhìn không khác gì một tiểu thư đài cát. Tối nay gia đình ta có chuyện nhờ con. Dạ con có thể biết được con sẽ làm việc gì không thưa bà? Thật lòng ta cũng mong muốn từ chuyện này mà đời con thay đổi. Thưa bà, ta nghe nói quan lớn là một người học cao hiểu rộng. Ta mong là con sẽ hầu hạ quan lớn chu đáo. Nếu quan lớn thích, biết đâu đời con sẽ khác. Dạ. Dạ mời quan lớn ạ. Xin mời. Dạ quan lớn, không biết thứ rượu lạc này có làm hài lòng quan lớn không mà. Ông đừng nói vậy. Tuy tôi đi học ở Pháp nhưng vẫn là người của mình. Tuy ở đất khách quê người, lắm lúc cũng thèm những thứ dân dã như thế này. Dạ xin mời quan thưởng thức ạ. Món này là tôi đặc biệt chuẩn bị để đón tiếp ngài ạ. Ngon. Dạ ngon lắm. Dạ. Ông thật là chu đáo. Dạ ngài quá khen rồi. Tôi đây cũng chỉ làm hết sức mình vì ngài thôi mà. Sự đóng góp của ông mấy năm qua đã minh chứng được điều đó. Nhưng tôi thấy một mình ông cán đáng, việc cung cấp lúa gạo cho quân đội chính quy
thì có phần hơi quá sức. Dạ. Dạ, thưa quan, đây là chút lòng thành, xin quan vui lòng chiếu cố à. Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế, nhưng chúng ta sống vì lý tưởng. Dạ, quan lớn nói những điều cao siêu quá, tôi học ít, cho nên chưa thấu hiểu được à. Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều. Dạ, thưa quan lớn cứ nói à. Hơn 5 năm độc quyền phân phối gạo, nhưng xem ra ông thu lợi lại không được bao nhiêu. Dạ, quan lớn nói sao à? Dì quê, ông hỏi gì? Chuẩn bị xong chưa? Dì chuẩn bị xong rồi. Cậu thưa lại với ông, dì sẽ dẫn nói lên ngay. Dạ. Dì, con thấy bữa nay anh Mạo lạ lắm. Ta trước giờ uống không được nhiều, giả lại mai còn nhiều việc phải giải quyết, nên... Dạ, quan lớn mới đến nhưng mà đã muốn về rồi. Không biết tôi đã làm gì đắc tội với ngài không à? Ta không có ý đó. Dạ, đây là... Thưa quan lớn, đây là giấy tờ đất ruộng của nhà tôi đó thưa ngài. Ta chưa hiểu ý của ông. Thưa quan, 3 phần trong khoản tiền thu được từ tháng này. Dạ, xin hậu tạ quan, nhà tôi xin giữ lại 7 phần để chi trả tiền công và lo việc trong gia đình thôi thưa quan. Dạ, mong quan nhận cho tấm lòng thành của tôi à. Dạ, ông rất sảng khoái. Tôi rất thích làm việc với những người thẳng thắn. Dạ thưa ông, mọi việc chuẩn bị xong rồi ạ. Ra, nếu có chuyện gì xảy ra với con thì... Dì ơi, dì coi cái ông đó mặc đồ lạ quá kìa dì. Đó là quan lớn. Thì cái gì? Dòng sông ấy ấp ôm mối tình ngang trái. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản anh đến với em đâu. Không bao giờ chị chấp nhận cho nó cưới đứa con gái nạ dòng đó.
Nếu không nhờ có ba má con Hiền á thì mẹ đã chết từ lúc còn trong bụng kìa. Đồ giống ơn bội nghĩa. Đức đoạn chữ tình, dẹp tròn câu nghĩa ân. Để kẻ khóc thầm, người đơn côi gối chiếc. Tất cả mọi bất hạnh của con Hiền đều do người đàn bà đó. Nó phải đền tội, phải trả giá. Hạnh phúc còn chăng khi thuyền tình mãi neo chặt trên dòng nhớ. Đông đầy cảm xúc với Dân Trang, Hoàng Anh, Thanh Hiền, bộ phim truyện Việt Nam Dòng Nhớ.